Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giới thiệu dòng phân tần 3-way dành cho anh em mình chơi hội trường, sân khấu lớn. Dòng phân tần BA3T Pro, một trong những phiên bản được nhiều anh em ghép để dựng mới hoặc thay thế cho những chiếc phân tần nhà mình đã hỏng, đánh trong không gian lớn anh em nhé, không gian lớn hoặc là những cái ngoài rời. Đây là phân tần mình giới thiệu với anh em trong clip này. Cái phân tần anh em mình xem này, cell lớn để dành cho loạt cái nọ bát này, và một cái cuộn cell thứ hai cũng khá là lớn anh em nhé, để làm cho nó chung và nó tép. Có nghĩa là ba cuộn cell thì sẽ dành cho ba đường của con loa anh em dựng lên. Một cái điều cũng khá là hay nữa là con này nó có chặt nhún, khi anh em mình có thể thay thế nó khá dễ dàng, thay thế cái phân tần. Trọng lượng của chiếc phân tần này là rất nặng anh em nhá, nó phải tầm trên 1 kg, phải hơn một tí, hơn một cân một tí. Với những con tụ của đen anh em thấy đây, tụ đen và những cái linh kiện trở giết rất nhiều con ở dưới này nữa này, một con sò bắt phải miếng nhôm tản nhiệt này. Và về cái mức đánh tối đa, mức độ ghép tối đa cho con phân tần BA3T này là đánh được lên tới côn 100 cho bát 50 anh em nhá. Côn 100 cho bát 50, 40, 50, 30, cứ côn 100 mà đánh được. Và chung có thể ghép được lấy chung 30. Chung 30 thì anh em mình nên ghép côn 65, côn 65 đổ lại để cho tiếng nó sáng. Và kèn tối đa là kèn đại 750, kèn đại 750. Cả đánh. Khi ghép này thì cả từ neo hay từ thường thì đều được anh em, cả từ neo hay từ thường đều được anh em. Và về giá thành, bên mình đang bán ra hiện giá hiện tại anh em nhé, giá hiện tại là 1 triệu một đôi và được bao ship. Có thể anh em xem một cái clip trước đó thì có thể là giá nó khoảng tầm 950 là mình đã bao ship rồi, nhưng hiện tại là giá là 1 triệu anh em nhé. Anh em mình xem hàng thì đôi khi mình nói ở trong clip đó thì nó thể là rất lâu rồi, có thể cửa hàng năm rồi thì nó sẽ giá nó khác hiện tại, các bác thông cảm nhá. Khi anh em điện đến thì mình có thể thay đổi như thế, thì như anh em bảo này đăng một kiểu lại bán một kiểu. Nhà mình thì sẽ nói rõ rất rõ ràng trong những clip mới, khi hàng nó lên thì mình sẽ nói lên, khi nó xuống thì lại xuống theo. Vì hàng đồ phân tần này thì là nhập của Trung Quốc, ví dụ như hồi đầu năm tệ nó có 33 nên là 3.300 một tệ, nó khác hiện tại đang 3.800 anh em, nó nghe nó lệch nó rất là lớn. Nên khi một cái phân tần 100 tệ là nó sẽ rất là khác rồi. Mọi thông tin về sản phẩm anh em gọi điện trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.